hướng. Nhạc Thăng Long thể hiện đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các ca sĩ diễn viên đến từ nhà hát ca mối nhạc nghệ nhân Minh Tam, các cô giáo đến từ trường mầm non Xã Thượng Mỗ đã mang lại không khí vui tươi cho buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý mạnh khỏe hạnh phúc, chúc cho buổi lễ của chúng ta thành